Tại chào tỉnh lại Pom Pin Hồng, mời Pom Pin Hồng phòng căn lim chương trình truyền hình khăm tay gần đài truyền hình Việt Nam. Pin nó dừng, Pom chở quân Việt Nam, mi hà xíp xí chở quân lá cằn, cắp nền văn hóa gần chu chở quân, đầy vóc chén hờn cùng sinh hoạt bản ná, hứa co cùng năng về kinh tế. Té bưng tháo rộng sở, kinh rú, dê dần, chú huyết không cáo ké, không mỏi chắc quân, có cứt bình nên hung, không trùng. So sáo mà chú chở quân giúp Việt Nam, hầu cỏ hủ tấm, cánh hạc bản bách mừng hừng. Cùng chương trình hoa đi, mở khỏi cho mơ bom pin hỏng ma giảm ý tí, vầy bòm liêm le, hủ chân ngam, bón bóp mười cổ, cánh bòm so hủ, mà nên văn hóa ngân lang không bom he chở quân hà nhì giúp nhị. Chương trình tôi đi mở khỏi con ma hợp xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Dù gì, mi lại khẽ cùng cách non mừng mà giữ giảm. Sau hủ mà nên văn hóa ngân lang khoảng chở quân hà nhì. Bò mè, đẩy, lim le trứng chảnh phương hủ chăn ngam. Y Tý là nương cùng bưng xã vùng dùng đèn tin số bưng tay khẩn huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai. Tà Va Đắc Sa Pa kỳ trước đồng hồ bài trẻ Ha Va Sú Nì nhân bài chữ đèn hết chăn ngam yên hàn. Y Tý còn mà pe cùng hòn du lịch cân hết Y Tý mi lại bỏm vô sùng. Mi bưng bá đùng mọi thôn rút nỉ lò mi bá đùng rừng bòm cắp nắn mi hủy hong men nằm lầy cánh bưng na khăn hòn vòng chờ quân hà nhì anh nỉ lò bưng hủ chăn ngam cùng lại chờ quân dệt hay na khăn hòn có mi kỹ thuật đi nhất lò quân hà nhì rú Y Tý mi lại móc mười cổ dân thành móc mời lò khù vầy chăn ngăn hở vé mà pe du lịch hao bày du lịch mi móc mời cổ sơn rú Y Tý là nâng cùng bưng khủ chăn ngăn mi nên văn hóa khoảng chợ quân hà nhì bưng làng hơn khoảng quân hà nhì là uống cùng môn nào khâm cùng mô hòn riêng quân hà nhì mi lễ hối ngân lang rình sơn trền cúng hay cúng đá cúng khảo mở tênh mết có cứ biến nên văn hóa gần quân hà nhì mà họ Y Tý mua đờ còn ham rình giáo té bờn cầu hót bờn sĩ bị lằng Y Tý mi mó mười cổ khảo đón hót tàu phà mua sân Y Tý ma hót lằng mua nào khâm hớt khẩn cùng bưng khủ chăn ngam té đùng bóng mún đáo khảo đón Y Tý cho mua sân mắng và tin cọp phén mố vầy khách hà dù ké ma dù lịch chứa trầm bao lớn đưa trong miền Nam ra khỏi cao số miền Nam ma khỏi mắt nên chăn ngam số vùng Tây Bắc bày mỏi điểm con mi lại hù ngam lá cằn khỏi lau quân mình lánh cảnh ngai khỏi con mặc kình chu tàng chân kình khoảng con me số vùng bừng Bắc mỏi phủng có mi hù chăn ngam rình nhất lo Y Tý mưa nỉ là bần giảm bù bần xí là nham bó đốt quyền bá hung hơ dết hở bưng bỏm phu bá chân ngam hờn bỏm cắt ngắn về liêm tà viên tốt khẳng nhất nỉ tay lại khé mặc nhất khỏi đài má liêm le bưng phùng vú tây bắc cánh đồng bắc bưng thèo tăng có chân ngam Y Tý rú nghỉ co ngam hình bần hà bần hốt là nham đêm len nằm lầy khổng má vâng tung na khăn hòn chân ngam khẩu mít tổn thương cố khẽ khòng bần hốt tay mi pi
Cò khảo bần chết, bần bét kèo, là nha mi ó lê hối, hồ xà xà, là nên văn hóa khoảng trở quân hạ nhì, hứa co bân tung na khăn hon khéo siêu phí phờ. À, thực sự là em rất là bất ngờ trước cái vẻ đẹp vừa hoang dã mà lại vừa bồng lai tiên cảnh ở đây. Khói hình run hỉ chăn ngam. Khu vực này là mây. Đứng mi lại mó mời cổ. Có thể là mình vờn với mây, chơi với mây. Đặc biệt là đẹp khi mà hoàng hôn xuống. Lim run hỉ con ngam. Hoàng hôn nó rất là nhanh. Nhân lo chờ tàu viên tốt. Và lòng ngam nhất. Một cảm giác rất là tuyệt vời. Thực sự là đi nhiều nơi nhưng mà nơi này là cho em một cảm giác rất là tuyệt vời và rất là ấn tượng. Nòng có chiếc bích ma lau vô kỳ tà nước mới. Sau một đợt thi thì em được nghỉ hè và em cũng có nhiều thời gian hơn. Và em cũng được nghe mọi người nói là lăng chu thiềm hùm, nòng có đầy răng hè. Miên lại răng chơ hơn. Đầy phán ma ý tí, miên lại bón chân ngắm. Sơn nằn, nòng có bay tay Sapa khẩn mái ý tí. Bị ấn tượng nhất trên đường đi thì em thấy ngam nhất có những cái ruộng chơ khẩn mắt ý tí long như tung ra khăn hòn xanh, hoặc là có những cái dãy núi ở bên cạnh đường mi bưng bòm pu chân ngam nòng cò chụp ảnh không đẹp như mắt mình, nhưng là em đi thì trên đường lên em chỉ cố gắng để ngắm được hết khi được hết những cảnh đẹp đẹp nhất vào trong mắt của mình thôi ạ. Ý tí là một điểm trong cái chuyến hành trình xuyên Việt của hai anh em. Ý tí là bón ma sứ sầm không sơn ải phi mình hông dù nỉ lao phùng chăn ngam rú tây bắc mi lại mó mời cổ mi lại nên văn hóa hoàng tiểu phương quân dần dối gì nhớ lo bưng làng hơn hoàng quân hà nhì có nhiều người họ sẽ rất là thích hơn. Đến gần cuối tháng 9, họt làm bẩn cầu rú ý tí đang là ngam khẩu xúc lừng nằm kìm tìm rú rú bị có chăn ngam bé sơn cuốn ảnh là bị không muốn nào ý tí lân lần hưng cùng bưng bón mi mời cảm tốt. Chào Lý Suý, mình nỉ ai có nhớ nòng dệt cun on chỉ ai phải liêm ý tí anh nỉ là Lý Xá Suý là trở quân Hà Nhì cứ nhận trường đại học xây dựng Hà Nội lăng cho tốt nhất mùng Suý có gần mát quẩy hơn chết dần mình nỉ Suý có bòm phải liêm ý tí nữa. Đối các chu quân du lịch lớn nham hỏi chào tổ rằng hen làng phương mười xét dần nắc nới hà pha đối các lại quân du lịch là lông so sáo mà bổng kiến cây xuống lá các bổng kiến cây xuống hang mử nhất lo phải chạy máy hư co nhang tiền trí cho giờ quân thao hù tránh hờn bổng kiến cây xuống hang mử còn quân dần. Anh nhỉ chân ngam lại suy ơi. Anh ấy lò bón tung na khòng ngải thâu hà, bón ú na, du tăng đắc lò phùng then bả, mi khô thiên tình. Bón na khăn hon thẻ bả, dòng hỏi giảm xếp giảm hecta thuộc xã ý tí cánh ngài thấu là công trình đầy cúc mèo cánh quân hà nhì giúp nhì ngắm ó cái nỉ tung na khăn hon rú phùng thẻ bà bớt sức to lò xét sờn khỏng nắm hở quân dần nhưng là bón chăn ngam hở thủ khé mát dữ dằm mùa nằm lầy sáng té bẩn xí hót bẩn hạ nhưng khảo xúc lờn lò bẩn cầu bẩn xíp. Và ý tí mi lại móc mười cổ, khẩn mát ngải thấu có đét hón. Lim móc mười chân ngam rú tử. Anh ý lò theo tăng, đẩy bó mẹ ghé lò theo tăng, mi lại móc mười. Số tảng ni là thôn ngải thấu, anh ni là vâng thôn sùng nhất còn bát sát, thôn ni là hỏi phân hỏi quân mèo kiền rú, rú ni lo lim lung có chăn ngam, nòng có mắc áo khé mà nỉ. Ngải thấu là nương cùng bưng bón rằng lim le chăn ngam té thèo tăng bát sát, mọi khé ma giảm bóc thề bóc mắc, nhất lo đối các bưng quân mắc lim móc mười cổ.
ngày thóc mua đầu có mi móc mới cổ, nhằm ngam nhất lò té bờn xích ếch hoặc bờn xí bị lằng. Đường đá cổ thì nó dài bao nhiêu mét? Anh ý là theo tăng đám té cháu cả. Anh hi kỳ thớ mà. Theo tăng thì hi sòng cày té giả dìn thằng hoặc làm trái sầm. Theo tăng thì có mi ó té hùng nòng có báo chứ. Ông đã có đường con đường này, cái đường đá cổ nó còn đi qua cái khu rừng. Theo tăng thì có phán cày phá đùng phóng quân hàn gì rú thồn tả dính thẳng. Nó có điều đặc biệt gì đối với cái khu Măn mi khu sằng lá cáp khu pa ơn mà. Khu pa ni khoảng trở quân hàn gì lò mi nen văn hóa riêng khoảng trở quân hàn gì rú nỉ. Mi lê cúng phá vầy cho cùng cùng. Ta năm nỉ ngan lại suy ơi. Ta năm nỉ đẩy chòm soi hình thôi. Mi lại cung mà ta năm nỉ báo. Lăng chu cho Covid xếp cầu. Có mi lại khé lung hà nỉ. Ta ní lò bón lơ tròn. Còn lại khé ma hót ý tí. Cùng bắt sát có mi lại bắt năm ngam báo mà. Bát sát có miệt lại tắt nắp ngâm, sừng tắt nắp lông, cánh lại tắt nắp vấn, tắt nắp lông cỏ rúm hùm. Cái này IP hào đằng khảo thôn chuẩn thén, lò bón, đây lại cái rủ lịch, mà họ xác ý tí. Dù nỉ lò nhang tin khảo má. Lim xe bùng kiến thức rú gần trực quân hà nhì, sơn bưng làng hơn gần bưng quân hà nhì rú nhì. Rú bản hí phân mét bưng cho hơn có rú cùng làng hơn trình tường tấm mơ chậu. Thế má chọn thén có lung ma bưng tung na khăn hòn. Lim xe mìm mô có bú, có già. Sang nàn khẽ có mi thế bòm bòm hẹp phú, cánh hiếp thù. Anh ạ, anh thấy thế nào trong cuộc... Ai hãy hình neo đầu chơ ma rút nỉ mà. Tuy giờ hơi mệt nhưng mà... Ai hình còn nới ha ba. Cho giờ ai hủ đẩy bưng hủ chân ngam rút nỉ. Cài chế báo truyền hình thôi ha ba mơ nỉ đẩy ma hình. Còn lim chân ngam rút ý tí. Anh nhỉ, nhưng là phân nưng khoảng ý tí thôi. Nhất lo và mi gian chơ nòng có chí áo ai phải lim phân bón chân ngắm ấn rú ý tí căn rú phân xá sở trầm khoảng ý tí mi thể khẩn bú lào thần hứ co tát nắm phân tu na khăn hon khoảng sảng mà sáo. Pin hỏng hăng sơn tung tí chầm nghỉ ý tí có cướp pin bón đây lại khé cùng các măng no ma sứ sảm đẩy lim lò sapa thứ dòng khoảng lào cài ma họt ý tí bom hè chi đẩy lim pưng hủ chân ngam rú nghỉ dọn ơn suy cho giờ ai mi mử sơn nghỉ mỏi chơ cun rú lao cài lưng mi nên văn hóa ngân lang chan sừng đẩy tô họt cài pưng hít con cài pưng lê hối pưng tháo sồn sở còn mỏi chơ cun đối cấp quân hà nhì rú phúng sùng huyền bát sát no bưng thắng sồn sở minh lại hún chân nam rình đôi cấp quân hà nhì phơ có mi thể nhàn hủ đầy chở quân hà nhì cánh trà hủ họt ăn nằn lò phùm xả đôi cấp phú sùng rú hồ khòng phủ nhín hà nhì. Khi mà người phụ nữ hà nhì thì là chợ quân hà nhì té cho xếp hà hót xếp bét tuổi trò mi bổ phùng hí cánh vải phú khẩn bòm các phùng giả khổng quân hà nhì
Giết hờ chờ quân nhân lóc phổ nhiễm chăn ngam hơn. Tóc thật của người phụ nữ Hải Nhì để mà cuốn lên đầu, xong là mới bắt đầu đội lên đầu để có một cái bộ trang phục là hoàn hảo trên người phụ nữ Hải Nhì. Tôi bưng côn thảo ké cùng bàn trần thén xã ý tí phụ nhiễm Hải Nhì hót tuổi nhắn mà chí đẩy ơi đẩy ý bó lông dệt phùm giả hư con khé lò xé bé vầy phú phùm gian giáo sòng hót dí bờn trăng dết mùm bổ phùm xó bé dân vị phùm giả lưng đầy dết té dài phải thay nì cun hà nhì cò dết té chơ len nhòm trăng mết lại gian chơ. Vài hờ tháo sống sở khoảng chở quân hàn nhì chăn ngam lò phùm giả mỹ dệt cò mết ngài gian chơ dệt tế té hà hót tuần nưng trăng múm phủ nhĩnh dệt phùm giả mỹ vầy hủ đẩy lan tuổi khoảng quân hà nhì tôi mời nhắm tuổi mi bộ phùm già cắt lông phú lá cằn chơ phú phùm già phù những quân hà nhì cho bốc hồ té hẳn cớn lăng nằn trắng phú phân hồ khoảng phùm già đó các phùm tẻ khoảng phù những lăng nằn trắng phơ phùm té phùm len táo cằn ao phùm phơ ỏm lóc hồ tơn nưng trắng phú mặn giúp nắn lò hàng khăn khẩn hồ là rút trắng hàng khăn khẩn hồ tạo tương báu đối các nhích xào mi mố mi lại mau khèo đèn cánh mi kén chăn gam bộ phùm giả rú phân là rút đẹp phú bình xàm ăn sơn hàn phùm giả có cứt bình nên chăn gam vài hở phủ nhích quân hà nhì chăn gam bé sơn đồng bó đối các phủ nhích mi phổ ở nón còi mi phùng giả bé bưng nhanh xào ha va bó mi mố bên sân hắn lọc khăn hằng hồ mi lại hún chăn gam xú sòng mang cánh mi bưng bộ phùng len lại mau lừng đèn đối các phủ nhích té giảm xếp hà hót xí xếp tuổi khấn nở phùng giả lá hờn chơ tư khấn hồ sai lưng đèn lưng rú càng chân hồ khu lá nhất khoang bộ phùm giả rú phù nhĩnh mi phổ lò mi bến gần mi bộ sai lưng đèn rú tính vậy hở quân hà nhì xếp trăm ngan hơn dù cùng nham mười trình mười lê hối cưới đòn cánh vậy trở lạt khi mà các cái đến ngày lễ ngày tết thì chị em phụ nữ ở đây thì chờ hoạt mở lễ mưa trền ở nóc phủ những quân hà nhì có bài sung vâng cho tàng lúc đỉnh sung lễ hối cung sớ gòn quân hà nhì cho nông vung tháo sồn sờn còn chờ quân hà nhì thì là cái búi tóc này sẽ giúp cho người phụ nữ được bảo vệ cái đầu của bộ phùm thì có cho giờ chờ quân hà nhì bày chữ đầy hồ gòn ở nóc nhất lo cùng mua nào khâm bé sơn bò me lưng ba búi tóc của người phụ nữ phùm chăn ngam có vào khẩn cho người phụ nữ Hà Nhì được phủ những quân Hà Nhì để chăn ngam hơn phần mét phủ những quân Hà Nhì phơ cỏ trí khi bổ xóp bé nâng cùng vâng long bùn chuẩn vài hào vâng trai báo Hà Nhì nó tròn mê là lưng trang khoảng phủ những cùng ép xếp phùm giả cánh khú phùm sơn tử quân Hà Nhì là chở quân kình xuống rú phóng sùng khi phá quay bị nào hâm bó mời bờ sân nằn phong me có men văn hủ lông kình xú chọc khò cắp nằm đình bón rú cùng bùng kình đây rú hàng mử hư co cùng vương lễ mở trình quân Hà Nhì có bùng chờ hót nằm cánh váy tòi lăng ngắm té cháu và nằm là me hen kình xú vay chí là me hen hư gần cùng bùng kình đây rú bờ sân nằn vâng lằng hơn gần quân Hà Nhì chi vay là bón đầy xét dùng nhất còn lặng hơn. Bên đó sơn bưng lặng hơn còn quân Hà Nhì lò đầy dép té tin ốm của mua nào khâm của mua hòn
nay thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn. Mani, mời Pome Pinong bấm ma giảm cho hơn chủ xé xá rút Lào Trải, xã Y Tý huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai, vài hủ đầy côn hàn gì, dệt bếp dùng nhất dương đời. Chào xá. Mani, ai có ma hở nóng cái khay hở ai hủ đầy dương tờ bếp hồng quân hà nhì trang nét sùng xá có thể cho biết rằng là cái không gian bếp của pin neo tờ bếp hồng quân hà nhì trang nét sùng gần ba xá. Vâng, thì đấy như anh thấy là đây là bếp của người hà nhì. Anh nhìn lò chi phai khổng quân hà nhì luôn luôn là giữ ấm trong căn nhà, lò dệt un mốc cũng chờ khổng chờ quân cánh dệt hở lẳng hơn cho đời có un. Ngày nắng thì rất là ít nên là cái bếp rất là quan trọng đối với người hà nhì, lửa lúc nào cũng vậy. Trái thì cho đời có mi phai đang hở hơn un chờ khẩu bếp ai hìn lúc nờ có mi lại từng sân hẳn còn đi neo đầu mà sấy những cái củi khô ban đầu để mình nấu thức ăn bình thường hàng ngày. Từng có khé nì lò ao lô vầy vầy đăng trong hong bờ kim hàng mử giúp tạm lò ao mắc ớt mắc thố du tính lò khẩu đi khẩu lý vầy hưng vầy sù dúng trên nữa thì có một số nhà thì có ba tầng, cái tầng ở trên thì khẩn máy lò chát một lớp đất để khi mà đi gạt về thì thóc mà chơ hiệp thú mùm đổ lên ở đấy để ao khảo thoát sớ và hở khớ cái đất nó sẽ hút cái độ ẩm của thóc nó sẽ khô nhanh hơn và rú nỉ mi chi phay đang phay khẩn có dệt hở chu tàng chân rú nờ bao chó ẩn châm. Tại sao giữa trung tâm cái bếp là của người Hà Nhì? Sơ đằng giúp càng trưng chi phay còn mi còn đán xương đỉ mà. Cái viên đá mà người Hà Nhì gọi là cái viên đá. Anh nhìn là còn đán khoảng quân Hà Nhì khé là còn đán quý tên mét quân Hà Nhì. Chơ dệt hơn máu, cân chớ khẩn hơn máu, cỏ lơ tròn, còn đán vài vài nỉ. Vừa là cái trụ cột của cái nhà của người Hà Nhì. Đối với người Hà Nhì thì đối với cặp quân Hà Nhì chân lơ tròn còn đá nít sơn tờ lại cần mi quy chuẩn xăng ma vết lơ tròn còn đá nít là chơ hâu khẩn hơn máu dễ hơn máu trò mi còn đá vài hở hơn mặt nà bao lơ tròn bưng còn đá rút đẩy tính đẩy lại quân nhằm khẩn măn bao chó ôi hái cho đầy pét sờ chơ xét hơn côn Hà Nhì cò khút đình vầy tặng hớn khẩn hở măn mặt nà chơ cung sớ thì vẫn cho đầm cho cái viên đá này còn chó mi còn đan ní chơ kín bén kín nằm và khân mười trình cho tẩy hường dù còn đan ní khi vào cái không gian bếp của nhà chơ khẩu mát bếp ai hình mít lại chơ rú đầy nở hy lung chờ quân Hà Nhì pì đờ cò khám mù kinh trình sân hàn mỗi pì khá tổ mù nưng cò phú xài chơ rú lấy chi phai nỉ vành lim pì đờ khám mù lùng hồn thường là đến cái hàng lợn này thì biết là nhà này đã mổ bao nhiêu con lợn từ khi làm cái nhà mới. Và nói chung là cái hàng lợn này thì cũng thể hiện cái sự là lâu của cái nhà này và cái sự sung túc và cái sự ấm no của người Hà Nhì luôn, bởi vì gần như là có cái hàng lợn này thì năm nào cũng là một
mù cả lò vào khẩn bông kiến đầy rú không quân hà gì cho hơn hẳn đầy nhó khẩn. Vâng, có thể thấy rằng không gian mi tay hình bón chi phay là nền văn hóa riêng khoảng trời quân hà gì và sự toàn hẳn ngăn là bón phải rất uốn hốt uốn chờ khoảng từng cho hơn. Ý tí các bức hủ đi cánh vùng kinh hương xuống cây khay trong khò mà phép du lịch bản lá cánh tàng là bóng du lịch đẻ khé rút tác hắn mà họt bé sân xa ba thứ dòng rút lóc cài mà họt các ý tí khé trí đầy hủ phương nên chăn ngam còn nằm tìm bóng rú cánh phủ cúng hạt khé phương nên văn hóa ngân lăng chăn sừng còn quân hà nhì ta và du lịch y tí vậy mà phe hưởng thi cánh báu trò sút hối dề nên trăn ngam chính quyết địa phương cò bòm các quân dân rút nhì trò năm dép về mà phe du lịch bản lá bòm các vầy chữ tính khay vâng lên văn hóa phòng phong nghe chưa chở quân rú phùng y tí.